Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Deco Vara nhé. Ok, trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những... Ê! Arigatou gozaimashita! Dewa, shitsurei shimasu! Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Chào tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Tập lần trước là sau khi mà đi ăn về rồi. Thì đây là lúc về tới nhà. Ok, mình vẫn không thể liên lạc được với lại nhỏ em gái của mình. Và tự hỏi là nó làm gì ở trong ngày hôm nay. Để mình kiểm tra đồng hồ thì đã hơn 10 giờ rồi. Ok, giờ mình tiếp tục cố gắng để gọi cho con em gái của mình, nhưng mà đó vẫn không nghe máy. À, con này nó nói là cũng khá lâu rồi trước khi mà tụi mình còn tắm cùng nhau. Cái thời mà nó còn bé mà thì biết cái gì. Bây giờ nó thành thiếu nữ rồi cho nên là không có vậy được. Bậy lắm. Nó nói là muốn tắm chung với mình để kỳ lân cho mình. Ôi, con Vanilla nó kêu là cái việc này là quấy rối, cho nên nó kêu mình biến thái. Thằng nhân vật của mình nó còn nói chứ là chưa lớn tới mức đó đâu. Và mình không hiểu là hai đứa đó đang nói về cái chuyện gì. Ok, nó kêu là con em gái mình nói là hai đứa này nó đã gọi là tới cái tuổi mà gọi là thiếu nữ, miêu nữ mèo trưởng thành rồi. Trời sao nặng vậy. Con Vanilla nó kêu là những cái từ đó giống như là quấy rối tình dục vậy. Và mình đang chà đạp lên nhân phẩm. Nó không biết là nó đang nói rồi con chocolate hay là nó nói mình. Mà nó nói với mình là hơi bị nặng nha. Nó nói những cái từ đó là mình đang quấy rối tình dục với tụi nó. Và mình cũng đang chà đạp lên nhân phẩm của tụi này. Kêu tụi này đổi chủ đề đi. Mình kêu tụi nó đổi chủ đề đi. Và mình kêu là không cần phải lo lắng nhiều đâu về cái việc mà tắm rửa đâu. Bởi vì hai đứa này sẽ trở về nhà. Và mình sẽ không cho nó ở đây, tiếp tục ở đây nữa. Con Chocola nó nói là nhà của mình sẽ là nhà của nó. Và Vanilla là thuộc về chocolate, cho nên là chocolate ở đâu thì nó cũng sẽ ở đó luôn. Hên, cái này có gọi là lời khen không nhỉ? Nó nói mình khá là ngầu và đẹp trai theo một cách kỳ lạ. Kỳ lạ ở đây là sao? Ok, mình nói là khi nào mà con em gái mình nó nghe điện thoại thì mình chắc chắn sẽ đưa hai đứa này về nhà và không có cho nó ở trên này với mình nữa. Và chuẩn bị hành lý để rời khỏi đây đi.
thở dài, hai đứa đều thở dài. Ok, cái này là những cái phần mà mình dễ thích thôi. Đó là cái việc mà mình bỏ nhà dưới quê lên thành phố để mở tiệm bánh đó mà. Con chua lát mới đầu nó nói cái gì đó rất là nhỏ, và mình đang tiến lại gần để nghe cho kỹ hơn. Ok, nó nói là không bao giờ nó sẽ không bao giờ chịu trở về nhà, và nó ghét mình nói những cái từ như vậy. Ơi, rối càng rối hơn rồi. Ok, Vanilla. Vanilla nó cũng chạy rồi. Hura hura, cô chủ nhân sama. Kocchi desu yo. Chocola wa kochira ni gozaimasu. Ờ. Bây giờ là tụi nó không chịu về nhà nên là tụi nó chạy khắp nhà. Kiểu như là chơi bắt dí vậy. Ok, giờ cái việc này rất là nguy hiểm. Đừng có chạy vòng quanh nữa. Nếu như mà tụi nó té thì tụi nó sẽ bị thương. Tụi cưng tới dậy luôn á. Cô bà đi lại nó nói là cái đó, cái việc đó không có cần thiết, bởi vì nó là miêu nữ. Và miêu nữ thì không giống mèo, miêu nữ là do lại do là miêu nữ không giống người, mà miêu nữ là giống mèo, cho nên là cái khả năng mà té của miêu nữ mà nó không có cao đâu. Ê, mình rỡ. Chắc là lúc này bắt nó xong rồi rỡ sờ trúng cái gì rồi, cho nên là nó mới kêu mình là biến thái. Mình giải thích là không phải như vậy, bởi vì tụi nó chạy khắp nhà. Dạ, nó thoát được rồi, nó tiếp tục nó chạy rồi. Ok, mình bắt được con Vanilla thì con Vanilla nó kiểu lạnh lùng mà, nó dễ bắt. Nhưng mà con Chocolat nó lại cù lét mình. Và nhột quá cho nên là thả con Vanilla đi, và hai đứa nó cùng nhau nó chạy rồi. Mình kêu nó dừng lại nhưng mà tụi nó đâu chịu. Đúng là quậy thiệt. Bây giờ ngủ hả? Tới được ngủ. Ok, đã 11 giờ rồi, giờ gần tới nửa đêm rồi. Và nếu như mà bây giờ mà mình đưa hai cái này về nhà thì tất cả mọi người cũng ngủ rồi. Ok, giờ mình mong là con em gái mình sẽ gọi lại mình để... Ok, con chua lát nó rồi ngủ trên giường của mình nè. Dạ, con Vanilla nó cũng thấy là khá là ok khi mà ngủ trên giường của mình, đùa nhau. Dạ, có một điều là tại sao nó bỏ trốn theo mình mà nó lại mang theo cả bộ pyjama nữa. Mình đâu có mua cho nó đâu.
Nó nói, mình nói là nếu như mà tụi nó ngủ ở trên giường mình thì mình sẽ ngủ đâu. Và con Juliet nó hỏi là mình không có chịu ngủ chung với nhau hả? Kiểu như là nó đòi ngủ chung với mình á, cả ba đứa. Kêu mình là đàn ông nhưng mà không biết khi nào phải dừng lại chứ. Và nó còn xếp thứ tự nữa, mình xong rồi tới con chocolate xong rồi tới vanilla. Chocolate thì nó nói là được nằm giữa mình với lại vanilla hay làm nó khá là hạnh phúc. Và mình nói là đừng có tự tiện như vậy cả hai đứa. Và một cái giường đơn để cho ba người lên ngủ thì khá là chật chội. Nó nói là tụi mình có thể cuộn tròn lại và ngủ giống như là giống như mèo vậy.お引越ししたばかりで。 Mấy cái đó nó hỏi thăm mình thôi mà. Nó hỏi thăm mình là khi lên đây mình chỉ mang theo những cái hộp. Chocolate thì nó không giỏi về cái chữ kanji. Mấy thông tin đó chắc cũng không quan trọng mấy đâu. Cái mình nói là sao cũng được, bây giờ là hai đứa này ngủ trên giường. Apri là tháng 8. Giờ con chua lấy nó hỏi là mình sẽ ngủ ở đâu, nằm cạnh nó hả? Giờ mình nói là mình sẽ ngủ ở ghế sofa ở ngoài phòng khách. Và ghế sofa có thể chứa được một người. Ok, con này nó không chịu. Nó đòi ngủ ở trên ghế sofa với mình. À, con chocolate nó đòi là ngủ trên ghế sofa và nó muốn mình là ngủ chung với lại vanilla. Để nói là con vanilla nó nói là nó sẽ thấy thoải mái hơn khi mà ngủ trên sofa, cho nên là tốt nhất là mình với lại chocolate nên ngủ chung. Bây giờ tụi nó nhường nhau vậy á. Ok, lắng nghe. Mình nói là mình sẽ ngủ ở trên sofa và hai đứa nó sẽ ngủ trên giường của mình. Và đó là lệnh. Đó là lệnh của chủ nhân. Hiểu chưa? Như là tụi nó khá là buồn. Nó biết cái lỗi của nó. Đâu có sao đâu.
Tụi nó trốn lên mà, cho nên mình lên đây là mình đi một mình, cho nên là mình không có kế hoạch làm thêm hai cái giường cho tụi nó. Thế là bây giờ tụi nó thấy tội, bởi vì do hai đứa nó ở đây cho nên là mình mới phải ngủ ở trên ghế sofa. Kê chúc ngủ ngon. Ok, mình sẽ tắt đèn. Con chưa lát nó xin lỗi sau những cái lỗi là rắc rối mà cô chocolate nó gây ra. Giờ sau nó nhẹ giọng rồi từ từ nó đóng lại, nó đóng cửa ở trong cái căn phòng tối. Giờ mình nói là đừng có lo lắng vì chỉ có trong một đêm thôi. Bây giờ tốt hơn là đi ngủ đi. Ok, ngã xuống ghế sofa. Chắc là cũng đuối rồi, nguyên một ngày mà. Ok, mình bắt đầu nhắm mắt lại và chờ đợi cho đến khi nào mà giấc ngủ nó tới. Trời sáng rồi. Em gái mình nó gọi rồi. Ờ, nếu như mà hai đứa nó đồng ý thì con nhà em sẽ tới. Ờ đúng rồi, con em mình nó nói là những cái đó tuy là như vậy nhưng mà mình nó nghĩ là hai đứa này nó cũng sẽ không có chịu về đâu. Ok, bây giờ ông già cũng gọi cho nó rồi, cho nên là nó phải ngưng thôi. Rồi nó sẽ nói chuyện với mình sau. Ok, nghĩa là con em gái mình nó sẽ tôn trọng ý kiến của Vanilla lại chocolate. Đó là hai đứa này nó nếu mà nó không muốn về thì cũng bó tay. Ok, con chocolate nó khen mình là làm bữa sáng khá là ngon. Ok, nó kiểu như là nó còn dính thức ăn trên cổ thôi. Cái dạng này giống như là lấy cái thức ăn đó xong rồi ăn. Nó mà giải thích bằng lời nó không có, nhìn nó không có lãng mạn, nhưng mà phải coi bằng hành động mấy cái phần đó mới hay. Con chocolate nó hỏi là mình không có vui khi mà chocolate với lại vanilla nó ở đây à. Nhưng mà nó lại nó rất thấy vui. Nó gọi là cực kỳ vui luôn á, level max luôn.
nó làm cái tiếng ăn mà hơi lớn, nó tốt nhất là cái tiếng ăn thì đừng có làm nó lớn như vậy, nghe nó khó chịu. Ok, mọi thứ rắc rối thì cứ bỏ lại hết ở ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua nay là chuẩn bị cho cái việc mà khai trương cửa hàng. Và nó sẽ, mình nói là sẽ không có thời gian để thư giãn hay là chơi chung với lại tụi nó. Và chờ hãy trở thành những đứa con gái ngoan, trở thành gái ngoan và trở về nhà đi. Mình nói với nó nhưng mà với lại cái sandwich của mình đang cầm trên tay. Chocolate nó hỏi là việc mà chocolate nó ở đây nó lại gây rắc rối với mình, gây ra cho mình nhiều vấn đề. Nó bỏ cái sandwich của nó xuống dưới dĩa. Và giống như là ngày hôm qua, vẫn là một con mắt buồn bã. Nó nhìn mình bằng một con mắt buồn bã. Mình nói là đúng, đó là vấn đề. Nó nói là nó thấy rồi, hóa ra là như vậy. Vậy là nó cũng bỏ sandwich xuống và nó không ăn nữa. Hai đứa bắt đầu thấy buồn rồi. Mình cũng tạm thời là không nói gì được. Nhưng mà với kế hoạch của mình, tối hôm qua mình nghĩ là nó có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của mình. Chocolate nó nói là thật sự là ở bên trong nó rất là muốn ở cùng mình. Và con Vanilla nói nếu như mà con chocolate nó cũng ở đây thì nó cũng sẽ ở đây. Và nó nghĩ là nó cũng muốn ở đây nữa luôn, chứ không phải là đơn thuần là con chocolate nó ở đây nó mới ở đây, mà hai đứa nó cùng muốn ở đây. Ok, có tiếng chuông bấm cửa. ご注文ありがとうございます。ロイヤルウッドです。おぼー。cái này là cái đứa mà giao gọi là giao dĩa tới. rồi cái bộ mà Royal Wood. ご注文いただきましたティーセットの配達にお伺いしました。mang những cái tách trà ly dĩa đồ theo đơn hàng. ではこちらお店の中に運んじゃいますね。こちらの段ボールで全部ですね。OK, nó nói là... では、間違いなければ、受領書にサインをいただいてもよろしいでしょうか。OK, let's see. Mình nói là đây không phải là cái kiểu dáng mà giống như là mình đã đặt hàng. Đó là nó mang sai rồi. それは、品物が違うということでしょうか。À, không phải là sai mà là
đơn hàng của mình cũng có trong này. Chẳng qua là nó quá nhiều thôi, nó nhiều hơn cái số lượng mình đặt. Máu thịt bóp cực kỳ nhiều cái thùng hàng luôn á. Dạ, mình nói là theo như nó thấy là mình cũng không cần quá nhiều cái chén tách dĩa để cho một cái cửa hàng nhỏ như thế này. Ok, nó nói mình là phải đợi một thời gian để nó kiểm tra lại. Ok, nó xin lỗi mình bởi vì cái sự nhầm lẫn của nó. Bình thường mà. Nó hỏi mình là có khả năng mình nhận hết được cái đống đơn hàng hay không nữa. Với một cái núi vậy. Hình như là nó cũng bị lẫn vô hay sao? Chắc là nó cũng bị lẫn vô trong này. Cho nên là mình phải kiếm ra, kiếm cái tất cả những cái đơn hàng của mình cơ. Hai đứa kia dòm nữa chứ. À, hóa ra hai đứa kia nó dòm cho nên là mình mới kêu hai đứa nó ra phụ mình. Phụ mình để nó lựa ra những cái đơn hàng nào của mình thì giữ lại, còn đơn hàng nào không phải của mình thì đem lên xe để cho người ta giao. Ở đấy, gần quá rồi. Nó nói là mình có khá là nhiều cái kiểu như là cái tách chè dễ thương luôn. Làm tiệm bánh mà bánh, cà phê với lại chè. Ok, mình cảm ơn nó bởi vì mình không thể hoàn thành nếu như mà không có hai đứa nó. Nó nói là nó khá là có ích. Cho nên là... nó nói là đây là điều khác biệt mà khi mà mình làm một mình. Chắc là nó muốn xin ở lại cho bằng được đó mà. Okay. Mình kêu là hai đứa nó tiến quá gần rồi. Nó là nữ mình, thiếu nữ trưởng thành mà tiến quá gần chỗ này thì sao được. Bậy quá. Game này không dành cho những đứa nào mà FA hay là thanh niên công sở đâu. Tại vì nếu mà nó chơi mấy trò này thì không biết sao. Như là cô chocolate nó làm vỡ cái gì rồi. Cho nên là nó mới kêu là nó đi dọn. Ok, nó hỏi mình là khi mà... nãy nó ở đây thì nó có trở thành là những miêu nữ hư hỏng không? Hư hỏng ở đây là không phải là ấy mà là không nghe lời á. Thì mình nói là nó không phải là những cái miêu nữ hư hỏng.
Và vì cái lý do đó cho nên là mình không thể giữ tụi nó lại. Vì có thể là đó, nó hỏi là nếu như mà tụi nó ở đây thì tụi nó sẽ trở thành miêu nữ hư không? Và mình nói là bởi vì tụi nó là miêu nữ ngoan cho nên là không thể ở đây được. Nó nói là loài người khá là khó hiểu, cho nên là miêu nữ cũng không thể hiểu được những cái từ như vậy. Nếu như mà nó giống như người thì nó có thể hiểu được cái cảm giác đó. Và nó sẽ đi kiểm tra con chocolate. Mình bắt đầu mình ngồi lại mình suy nghĩ về những cái điều mà con Valila nói hồi nãy. Đúng thiệt là không, loài tụi mèo nó đơn giản lắm, nó không có hiểu được mấy cái từ sâu xa như vậy. Ok, và chắc là video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bài nói hay nhớ để lại một like và share. Bài nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà, nó không tốn gì đâu, đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.